Ok, xin mời Trung. Dạ, chào anh Thơ Quang, chào tất cả các chú, các anh, các chị, các bác, rồi toàn thể mọi người trên diễn đàn. Anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ không? Thì hôm nay cái chủ đề của anh thì em chia sẻ cái cuộc chiến của Nga và Ukraine đã xảy ra vào ngày 24 tháng 2. Thì đến nay thì cũng đã kéo dài tương đối là nhiều ngày rồi. Thế nhưng về bản chất sâu xa hay là nguyên nhân thực tế ở trong đó, vì lợi ích quốc gia, rồi là về vị trí địa chính trị hay về chính trị hay về bất kỳ một điều gì đó cụ thể trong vấn đề đó, thì chỉ có hai quốc gia đó thì người ta mới biết với nhau thôi. Còn thực tế chúng ta cũng chỉ nắm cái nguồn thông tin nó thông qua các cái kênh thông tin, thì cũng có những thông tin đúng, cũng có thông tin nó không chính xác. Thì nếu như em cũng không phản đối mọi người thể hiện quan điểm cá nhân, thế nhưng mà chúng ta đưa ra vấn đề thì chúng ta cần phải suy nghĩ nó thấu đáo, nó vẫn có với cái khách quan. Bởi vì sao? Bởi vì em vẫn nói là em không ủng hộ bất kỳ một cuộc chiến nào, thế nhưng mà khi cuộc chiến đã diễn ra rồi thì đối với cá nhân mình thì mình có thể làm được gì? Chả làm được gì cả, ngay cả đến lãnh đạo của các quốc gia khác ở ngoài lề cũng chả làm được gì cả. Đó là chúng ta tôn trọng cái hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đó là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cái này là rất rõ ràng. Thế nên là cũng có nhiều trường hợp anh chị em khi lên trên các cái trang mạng xã hội chia sẻ những cái nội dung, em thấy nó quan điểm cá nhân của em nghĩ thì nó chưa phù hợp. Bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ là một người dân thì chúng ta cũng phải đặt lại một câu hỏi, đó là chúng ta là ai, ở đâu, ở vị trí nào và kiến thức của chúng ta đến đâu. Trong Rồi. đó chúng ta chưa nói đến cái vấn đề là gì ạ? Vấn đề tình báo. Có những cái thông tin tình báo có thể là chính xác, cũng có thể là không chính xác. Thế cái chính xác và không chính xác ở đây thì tí em chia sẻ ở cái nội dung sau. Thế nhưng mà đó là những cái mà có thể nói là cốt lõi thông tin của quốc gia mà nhiều khi còn chưa chính xác, thậm chí là được giả tạo. Thì thử Đúng rồi. hỏi là người dân chúng ta biết được đến đâu trong cuộc chiến này, thì dĩ nhiên là tại sao chúng ta không ủng hộ. Bởi vì chúng ta nên nhớ một điều, đó là Ukraine và Nga cũng như các nước khác như Bulgaria hay Romania hay là Belarus vân vân, nó đều thuộc là gì? Thiểu thuộc Liên bang Liên Xô ngày xưa, đúng không ạ? Thuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết ngày xưa, là những người anh em máu thịt của Việt Nam chúng ta. Đấy là thế hệ cha anh chúng ta đi trước. Cái tình cảm đó, cái giúp đỡ đó, cái hy sinh đó của người dân Liên Xô, trong đó có Nga và Ukraine, đến nay thì thế hệ trẻ như bọn em cũng luôn trân trọng và nhớ ơn những người đó. Thế nên đối với cuộc chiến này thì chúng ta ngoài cái vấn đề chúng ta thể hiện quan điểm cá nhân thì chúng ta cũng phải suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn trong cái vấn đề đất nước chúng ta bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải xác định là cái cốt lõi trong cái vấn đề mà chúng ta thực hiện đường lối ngoại giao hay là quan hệ quốc tế, là cái cốt lõi và cuối cùng chúng ta mong muốn nhận được đó là hòa bình, ổn định, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè cộng đồng quốc tế để chúng ta xây dựng và phát triển đất nước, chứ không phải chúng ta tham gia để gây chia rẽ, kết bè, kết phái, tạo liên minh, đúng không ạ? Đứng với nước này để chống nước kia, cái này chúng ta đã khẳng định rất rõ rồi, chứ không phải đến bây giờ. Đấy, thì khi mà cái đại diện, đúng không ạ, đại diện ngoại giao của Ukraine có ý kiến như vậy thì cũng đã qua hai clip người ta cũng đã trả lời rất rõ ràng, thể hiện quan điểm của chúng ta rồi. Đấy, ngoài cái vấn đề mà đại sứ của chúng ta tại Liên Hợp Quốc đã nêu bật những cái mà khó khăn gian khổ, những cái đau thương mất mát của đất nước Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, đó là một bài học thực tế xương máu của đất nước Việt Nam, để cho cộng đồng quốc tế có thể hiểu được là người dân Việt Nam đã trải qua cái đau khổ như thế nào trong chiến tranh và Đúng tại sao quan điểm của Việt Nam là như thế. Chứ không phải là chúng ta theo cái kiểu nói một đằng, làm một nẻo như mấy anh que củi các anh hay 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 làm. Nói rõ quan điểm là như vậy. Đấy, thì theo em nghĩ cái vấn đề này nó không có gì để phải bàn cãi hay là tạo ra một cái sóng ngầm trong rồi. cái thực hiện mà chúng ta khi lên trên các trang mạng xã hội trao đổi quan điểm. Tuy nhiên có những người người ta yêu mến nước Nga thì người ta ủng hộ,
Cũng có những người yêu mến Ukraine từng học đúng rồi. Thì ủng hộ cái đó, thì vấn đề đó chúng ta thể hiện cái trong cái thâm tâm hay là của mình ấy, thì nó hợp lý hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nên nhớ này, khi mà chúng ta đã có quan điểm trái chiều, đúng không ạ, giống như hiện nay anh em chúng ta với các anh mấy que củi cũng thế, khi mà đất nước chúng ta bị xâm lược thì dĩ nhiên là chúng ta phải lên án các cái hành động của các quốc gia đó, đúng không ạ? Và đúng người rồi. Dân chúng ta sẽ có cái thành kiến với người lãnh đạo của quốc gia đó, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng các anh bên kia thì các anh lại đang ăn sung mặc sướng, thì các anh lại bị là gì, bị mỏi hết cả tay đu càng với bơi biển để đi ra tàu ngoài khơi, thì dĩ nhiên các anh lại quay lại các anh đem lòng thù hận với đất nước chúng ta, đó là chuyện bình thường. Đấy, chuyện bình thường. Thế nhưng mà chúng ta thể hiện tình yêu thương nó không phải là bằng cái việc chúng ta lên án hay là chúng ta phê phán hay là chúng ta thể hiện thái độ không đồng tình với nhà nước trong vấn đề bỏ phiếu này. Bởi vì các anh chỉ là một cá nhân thôi. Còn lãnh đạo đảng nhà nước người ta lo là lo cho toàn thể dân tộc Việt Nam hơn 97 triệu dân chứ không phải là một cá nhân nào cả. Thì cái quan điểm đó là quan điểm của quốc gia dân tộc khi đưa lên bàn cân quốc tế. Thì trong đó đã có những cái tầm vĩ mô người ta suy tính được cái sự thiệt hơn, đúng không ạ? Và cái giao hảo giữa các quốc gia với nhau từ bao nhiêu năm nay chứ không phải đến bây giờ. Đấy, thì mới có thể thấy được cái tầm quan trọng khi mà chúng ta thể hiện cái lá phiếu tại Liên Hợp Quốc. Và đó là quyền của đất nước Việt Nam. Đúng cái rồi. Quyền của đất nước Việt Nam mà bất kể một quốc gia nào hay cá nhân nào cũng không có quyền can thiệp vào cái vấn đề bỏ phiếu cho ai. Đấy, chúng ta bỏ phiếu là bỏ phiếu một cách khách quan. Đấy, có quan điểm rõ ràng vì lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc, không phải chúng ta theo bất kỳ một phe nào hay để làm đẹp mặt hay là vừa lòng một cái ông nghị sĩ hay là một cái ông dân biểu hay là một cái chính phủ nào cả. Mà đây là cái của Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải nên nhớ cái này là cái cốt lõi, là cái xương sống, là cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta. Chứ không phải là vì một lợi ích của cá nhân nào hay là thể hiện quan điểm của cá nhân nào. Dĩ nhiên mỗi chúng ta đều có một quan điểm khác nhau. Thế nhưng chúng ta cần phải có sự so sánh, cần phải có sự đối chiếu để khi chúng ta thực hiện cái vấn đề đó, nó được cái gì và nó mất cái gì. Chứ không thể chúng ta lên mạng, chúng ta thể hiện là đấy, cái việc đấy là các anh như thế này, các anh như thế kia. Trong khi đó rõ ràng có một số anh cũng đã có học hẳn hoi. Thế nhưng mà xin thưa với tất cả những cái anh đấy là chưa chắc các anh học bằng cấp có, đúng không ạ? Học thức có, nhưng chưa chắc tư duy các anh đã có. Em khẳng định là như thế. Nói thì nó hơi quá đáng, nhưng đúng là sự thật là như vậy. Bởi vì khi chúng ta đặt lên bàn cân, chúng ta phải biết cái nào được, cái nào mất, và được nhiều hơn hay mất nhiều hơn. Và khi chúng ta bỏ phiếu như thế, nó thể hiện điều gì? Đấy. Nó thể hiện cái sự liên minh. Mà cái liên minh thực tế ở đây nhất, bài học xương máu cho Ukraine, là liên minh với Mỹ và NATO. Để đến cái hậu quả ngày hôm nay, là các anh cứ chiến đấu đi, chúng tôi sẽ giúp các anh về mặt vũ khí và cầu nguyện. Còn chết thì dĩ nhiên là người dân Ukraine chết. Đúng rồi. Binh sĩ Ukraine chết. Chứ không có binh sĩ Tây Âu nào hay là NATO nào vào trong đó chết cả. Các anh phải nên nhớ là như vậy. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà em muốn chia sẻ. Thì dĩ nhiên nó liên quan đến vấn đề ngoại giao thì mình không thể nói sâu được. Nói thẳng ra là như thế. Với hai nữa là chúng ta cũng chưa đủ trình độ mà đến mức tầm cao siêu mà để phân tích, để đánh giá một cái đại diện một quốc gia như vậy. Thì em chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy là cái vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai đó là có những thành phần ở trong nước nghe theo các cái thành phần chống đối ở nước ngoài, là viết đơn tham gia tình nguyện cái quân đội Ukraine để chống lại nước Nga. Cái này em có thể nói là một trong những cái thành phần này ấy, có thể nói là những thành phần mà nói ngu thì nó hơi quá đáng, nhưng mà nó đúng ra là có khả năng là đầu óc có vấn đề hoặc là nhận thức còn hạn chế. Chắc thứ gì ốp chút thôi. Không phải lỗi ngu đâu. Thì... Bởi vì sao? Bởi vì như thế này. Cái đầu tiên mà em muốn nói là phải nhìn nhận một cách nó thực tế như thế này. Như ngày hôm nay, đúng không ạ? Cũng đã có thông tin đưa... thông tin đưa hẳn hoi trên báo hẳn hoi, báo của nước ngoài
người ta đưa hẳn hoi. Đó là những cái lính tình nguyện của Nigeria muốn tham gia quân đội Ukraine thì phải trả 100 USD mỗi người tiền vé, visa rồi mới được tới Ukraine chiến đấu. Rõ ràng chưa? Đây là chính phủ của Ukraine người ta nói đấy nha, chứ không phải là em tự nói. Cái này có báo chia sẻ hẳn hoi, có Liên Đồng Hoàng, chứ không phải là chúng ta nói theo kiểu là bâng quâng như kiểu mấy cái anh ba quay củi kia đâu. Đấy, nó rõ ràng là như thế. Thế bây giờ đầu tiên các anh muốn tham gia chiến đấu thì các anh nộp tiền đi, nộp tiền mua vé, chuẩn bị visa đi, rồi các anh tự sang nhá. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà em rất là gay gắt đó là gì? Đúng là mấy cái thằng này không hiểu là nó nghĩ cái gì. Em này em xin phép luôn, em nói tục luôn, trong đó có những người là đáng tuổi cha chú đấy, nhưng mà thực sự là em không thể tôn trọng được những cái thành phần này. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả cái quốc gia của nó là đất nước Việt Nam đây, đang yên bình tươi đẹp đây, nó còn chả có góp phần xây dựng bảo vệ, suốt ngày nó tham gia vào các cái tổ chức này tổ chức kia, rồi nó đòi lật đổ nhà nước này lật đổ nhà nước kia. Đấy là, đó là cái gì? Đến đất nước của nó còn không giữ gìn nữa thì nó bỏ xương bỏ máu nó giữ gìn cho ai? Và nó đòi sang Ukraine, đúng không ạ? Những thành phần này là chúng ta đánh giá là vì mục đích tư lợi cá nhân cả thôi, chứ còn về thực tế đấy thì không có đâu. Thứ nhất là gan không có đấy. Bởi vì những thành phần này đã được học ngày nào về quân sự hay là tham gia chiến trường gì đâu mà xung phong, ví dụ như là cựu binh hay là thế này, thì các cái chú đã từng tham gia chiến đấu, người ta có kinh nghiệm chiến trường, người ta em ví dụ thôi, người ta tham gia thì mình còn có thể chấp nhận được, bởi vì người ta đã trải qua cái thực tế chiến đấu. Những cái thành phần này sang bên đấy thì mất công người Nga lại tốn thêm viên đạn chứ làm cái gì, đúng không ạ? Chả làm được tác dụng gì cả. Thế nhưng mà nó thể hiện cái mặt không tốt, nó cố tình nó làm như vậy đấy, cố tình nó làm như vậy để nó đánh vào cái gì? Nó đánh vào cái vấn đề của nhà nước đấy, nó lợi dụng vào đây để nó chống phá nhà nước và nó chống phá cái việc mà chúng ta bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Dĩ nhiên nó không ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái bản mặt của những cái thành phần này, có học có tuổi nhưng mà nói thật là đầu óc đang còn hạn chế lắm, cũng chưa tiến bộ được. Những thành phần này em nói là có học mãi không tiến bộ được. Học mãi không tiến bộ được thì cũng chúng ta cũng phải có những cái nhận xét nó thẳng ra là lên án những cái thành phần này. Còn nếu như các anh mà muốn thực sự thì các anh không cần phải viết đơn. Cần gì các anh phải viết đơn? Các anh làm hồ sơ, các anh đi du lịch ở các nước khác, sau đó các anh lặng lẽ các anh sang. Cần không, gì các anh không phải viết chung, đơn chung, các anh đăng lên mạng chung, gì? Chung, anh nghĩ họ phải tiến hành cái công đoạn đó, tức là phải viết đơn đưa lên mạng. Bởi vì sao biết không? Hôm qua thì anh không nói, nhưng mà hôm nay anh nói. Bởi vì hôm nay chung bổ sung chi tiết, tức là Ukraine họ công bố rất rõ ràng, thằng nào con nào muốn qua đây chiến đấu thì phải chịu chi phí 100 đô tiền gì đúng chưa? Thì đâm ra những người này họ muốn thì họ phải viết đơn, họ đưa lên Facebook để họ công khai, họ đi để họ xin tiền, họ quyên góp, nó mới hợp lý, mới có tiền để đi, đúng không? Còn đi hay không thì lại là chuyện khác. Cho nên cái loại này anh tin rằng là những thành phần mà viết đơn mà đưa lên Facebook để công khai là tôi đăng ký đi vô Ukraine gì đó là phải có cái đoạn này chung ơi, anh nghĩ là phải có. Chứ còn mấy người mà người ta thật sự muốn đi vì lý tưởng á, đúng không? Vì lý tưởng á, thì bây giờ đùng phát một cái người ta xuất hiện ở Ukraine, cái người ta livestream tôi là gì gì đó, không đã cùng sát cánh với nhân dân quân đội Ukraine chống lại hiểu mây chung quân dẫn ra điểm này không? Còn những người mà người ta múa may quay cuồng á, bởi vì cái gì, cái câu là ông bà mình để xưa từ xưa để lại chứ bao giờ sai, con chó nó sủa không bao giờ nó cắn hết á, đúng không? Cho nên thực ra là cái chi tiết mà chung bổ sung 100 đô chắc là họ cập nhật trước chung rồi. Họ cập nhật trước chung, chung cập nhật cái tên này sao nè. 1.000 đô cơ anh ạ, 1.000 đô cơ. Ừ đó, chúng vậy, họ chung chứ giờ đi tham gia thì gì người ta gọi là lính thuê, đúng không? Đi đánh phải có tiền, còn cái này đi đánh phải bỏ tiền nữa, có gì đâu gì đi. Đó, chỉ là chiêu trò để sau đó rồi mở cái kinh ngầm gì đó, ok, rồi quyên góp cho tôi tiền để tôi đóng tiền tôi đi Ukraine. Quá lắm, nói chung luôn.
Thế là cái này theo em mà em hay ngôn ngữ mà em hay sử dụng ấy thì gọi là đấy. Thả. Mà theo như anh Quang Lâm anh hay chia sẻ nó gọi là cái di chuyển từ thằng cha nó. Đó đúng là ngôn ngữ là như thế. Em hay gọi là gia phả, còn anh Quang Lâm thì anh bảo là di chuyển từ thằng cha nó. Cái bản chất đó thì chúng ta có thể thấy được rồi đúng không ạ? Cái bản chất chúng ta thấy rồi. Ngay cả quốc gia nó đang ở đó còn chả có muốn xây dựng phát triển, nó chỉ mong nó chống phá thì nó đi nó giúp được cho ai. Đúng không? Đó là cái mà chúng ta nhìn rõ ràng. Thì cùng với cái vấn đề này đó là gì? Cùng với cái vấn đề này nữa thì chúng ta thử nhìn lại đi. Tại sao người dân Ukraine người ta lại sử dụng các cái điện thoại thông minh, người ta gửi các cái định vị, các cái cụm xe tăng, pháo tự hành để cho lính Nga người ta có thể biết địa điểm, biết địa điểm, người ta sử dụng các cái máy bay không người lái, người ta kiểm chứng rồi người ta tiến hành, người ta không kích. Mà cái này trực tiếp là đến bà đúng không? Bà thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine phải lên tiếng là người dân là không cung cấp bản đồ định vị, thậm chí là đến như cả iPhone người ta cũng phải tắt cái chức năng định vị của iPhone, và cái Google Maps của Google người ta cũng phải khóa cái chức năng này ở Ukraine. Cái đó là gì? Đó là lòng dân, đúng không ạ? Đó là lòng dân của Ukraine đấy. Đấy là cái mà chúng ta có thể thấy được rất rõ ràng. Đấy, không cần phải đi đâu xa. Thế thì trước đây chúng ta nhìn lại các cái cuộc chiến do NATO và Mỹ tiến hành ở Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria các thứ, thì có người dân nào người ta hành xử như vậy không? Không. Chả có người dân nào người ta hành xử như thế cả. Và thậm chí người ta còn chống quyết liệt. Đấy, người ta chống quyết liệt. Và cụ thể là như các nước đó thì Mỹ và NATO phải rút quân. Đấy, thì nó là cái bài học. Lòng sao dân, nó lặp lại ta? Cái bài học lòng dân không phải là cái vấn đề mà người dân Ukraine người ta cũng có những quan điểm riêng của người ta. Đấy, rồi tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là chúng ta nhìn nhận như thế này. Chúng ta nhìn nhận như thế này. Nếu như mà thực sự Nga để mà tổ chức một cuộc chiến tranh tổng lực đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng toàn bộ các tiềm lực quốc phòng hiện có, thì theo em nghĩ thôi, cá nhân em nghĩ thôi, thì so sánh tiềm lực thì khả năng là thời gian không lâu như vậy. Cũng không đúng phải là cái kiểu vừa đánh vừa cầm chừng để cho Nga đàm phán, Ukraine đàm phán, đúng không ạ? Ba nước mà người ta sẽ đánh tổng lực một cách nhanh chóng, đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì tiềm lực quốc phòng Nga, Ukraine chúng ta nhìn vào chúng ta biết rồi. Đấy, nó chênh lệch quá cao. Chênh lệch quá cao. Trong khi đó lính Nga thì thiện chiến, vừa tham gia một số chiến trường về, đúng không ạ? Nó kết quả như thế nào thì chúng ta có thể nhìn thấy được nếu như thực sự người ta tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực. Thế nhưng mà truyền thông phương Tây để đưa tin cho rằng là Nga bị sa lầy, xin thưa là không có sa lầy gì ở đây cả. Thế nên là đêm ngày hôm qua đúng không ạ? Xin chào anh Việt Nam, là Nga và Ukraine tiến hành đàm phán buổi thứ hai thì mới tạo ra cái hành lang để cho người dân có thể rút lui, còn hành lang nhân đạo, đồng thời là cái tạm thời ngừng bắn, nhưng mà nói rõ là ngừng bắn là chỉ ngừng bắn đối với hành lang nhân đạo để cho người dân có thể ra khỏi cái vùng đang xảy ra chiến sự. Nhưng mà cái mà em muốn nói đến là gì? Đó là khi người ta phát súng cho nhân dân. Đấy. Phát súng cho nhân dân cũng phát tương đối nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng là kết quả chúng ta nhìn trên các phương tiện thông tin đại chúng chúng ta nhìn, đúng không ạ? Thì khi phát thì nó lại xảy ra những cái vấn đề nó rất là khó nghĩ. Một là thanh toán ân oán cá nhân, rồi là mâu thuẫn băng nhóm, rồi là hận thù sắc tộc, thế là sự cướp bóc rồi xảy ra tràn lan như thế, thì cũng đã làm cho dân thường là gì? Là thương vong. Chúng ta lên trên mạng đấy, những cái tài khoản của Nga, của Ukraine đấy, người ta đăng cụ thể lên, đúng không ạ? Cướp bằng vũ khí, thậm chí là bắn luôn. Thế thì chúng ta có thể thấy được cái này nó có phải vì dân hay không, và có phải là chiến tranh nhân dân hay không. Rồi là cái mà quá đáng hơn nữa là gì? Quá đáng hơn nữa là người ta còn phát cả cái súng đạn cho những phạm nhân. Cái này chúng ta đã nói rồi, nhưng chúng ta phải nhìn lại. Dạ, thì em đang chia sẻ về vấn đề người dân Ukraine, người ta gửi định vị cho quân Nga,
thì đó là thể hiện một cái mà lòng dân Ukraine cũng đang bị chia rẽ, đúng không? Chia rẽ ngay trong chính nội bộ nhân dân cả nước Ukraine, thì người ta cũng đã có sự chia rẽ đó, người ta ủng hộ cái lực lượng quân đội Nga